Hai chào bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Genesis Re 2.0. Giá con xe đang được bán với giá chỉ có 5.150.000. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5.150.000. Con này sử dụng khung xương nhôm, khi đông vô tăng cốt yên nhôm, tay đề là Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano. Xe được trang bị cấu hình là 3 dĩa 7 líp. Bây giờ shop sẽ mời các bạn xem và theo dõi cấu hình con xe như thế nào. Tay đề con này được trang bị là tay đề Shimano. Tay đề Shimano. Ghi đông bô tăng con này là ghi đông bô tăng Genesis. Genesis là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia và được công ty Zan đứng ra phân phối và chịu trách nhiệm bảo hành. Giá xe đang được bán với giá 5.150.000. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Khung sườn được làm bằng nhôm, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm. Bộ con này được làm bằng thép. Xe được trang bị hai thắng đĩa cơ. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Yên là yên Genesis, cốt yên là cốt yên Genesis. Pedal theo xe là pedal thường. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5.150.000. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Màu sắc con này là màu đen xanh dương. Tay đề con này là tay đề Shimano. Tay đề là Shimano. Hai thắng đĩa cơ, bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Xe được trang bị hai thắng đĩa cơ. Bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Màu sắc con này màu đen xanh dương, màu rất đẹp nha các bạn nha, kiểu dáng rất là thể thao. Tôi nhìn Genesis là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5.150.000. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tony. Cùi đề đĩa là Shimano Tony. Giò dĩa con này giò dĩa Pro Wheel. Cùi đề đĩa là Shimano Tony. Giò dĩa là giò dĩa Pro Wheel. Xe được trang bị cấu hình là 3 dĩa. Sơn con này là sơn 7. Cùi đề đĩa là Shimano Tony. Giò dĩa Pro Wheel 3 dĩa. Sơn con này là sơn 7. Genesis là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Genesis được Zan đứng ra phân phối và chịu trách nhiệm bảo hành. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesis Re 2.0. Con này có trung tâm bảo hành, đó là trung tâm bảo hành của Zan nha các bạn nha. Các bạn có thể đem ra Zan để bảo hành luôn nha các bạn nha. Giò dĩa Pro Wheel, cùi đề đĩa là Shimano Tony. Sơn con này là sơn 7. Lip con này là lip vặn 7. Cùi đề lip con này là Shimano Tony TX.
Cùi đầy lip là Shimano Tony TX, lip là lip bằng 7, sơn là sơn 7. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesri 2.0, Genesri 2.0. Giờ dĩa Pro Wheel, cùi đầy đĩa là Shimano Tony. Giờ dĩa Pro Wheel, cùi đầy đĩa là Shimano Tony. Sơn là sơn 7, lip là lip bằng 7. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Xe được trang bị đi dây âm sườn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesri 2.0. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genesri 2.0. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5.150.000. Màu sắc con này màu đen xanh dương.